một surprise để ủng hộ cho mình nhé. Thần đường Nabi xin chào mọi người. Mình là Nabi. Rồi đây ta biểu. Dạ, ngày gọi con à. Con cũng đã lớn rồi, nên giờ ta giao cái này lại cho con. Thứ quan trọng của một thần rừng. Ồ, thì ra đây là cái mà ngài nói là con còn một sức mạnh nữa sao? Là nó đúng hả? Rồi, đó mang trong sức mạnh của cái khu rừng này đó. Nếu như mà con làm mất nó, khu rừng này sẽ càng ngày càng yếu đi. Con phải giữ nó cho thật kỹ vào và không được làm mất, nghe chưa? Ta có việc đi qua khu rừng khác vài ngày, ta sẽ về sớm thôi. Ta đi đây. Dạ, con tạm biệt ngài thần rừng. Thì ra đây là thứ sức mạnh mà ngài đã từng nói với mình từ lúc mình còn bé xíu. Lúc đó ngài bảo là mình chưa bảo vệ được nó. Bây giờ chắc có lẽ là mình đã bảo vệ được rồi. Nhưng mà ngài không chỉ cách để mình bảo vệ, mình bỏ nó trong người hả ta? Hay là mình phải giấu nó ở một nơi nào đó? Làm sao đây, mình cũng chả biết làm sao nữa. Thôi cứ giữ nó trong người thôi. Một thần rừng mà khu rừng của họ yếu đi thì họ cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ yếu dần. Trời, đáng sợ quá. Ơi hả chị ơi, ở trong rừng gần làng của mình á có một cái cây rất là cao luôn á. Hay là tụi mình lại đó chơi đi. Ôi không đi đâu, chứ là vô rừng nguy hiểm. Đi đi. Trời ơi, nó đâu có người nghỉ nè. Giờ này phải đi nè. Đúng rồi, đi đi đi. Nghe nó có nhiều cái thú vị lắm. Đi thôi, tôi đi, tôi chỉ đường cho. Biết được phải không? Đi 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 nè. Đây. Nè, đâu đứa nào. Nhưng mà thôi, vô chui rừng nó nguy hiểm gì ghê. Trời, có đâu nguy hiểm. Trời, mình chỉ đi ngắm cây thôi mà, có gì đâu nguy hiểm. Đi thôi. Trời. Thôi, trong nghe nói trong rừng nó có mấy con hú chú gì ghê lắm. Trời. Ủa, chỗ đó hả? Đúng rồi, tới nè. Thôi trời cũng chịu rồi, thôi đi về. Thôi lỡ tới thì mình tới luôn đi. Trời, đi từ sáng giờ rồi. Thôi không sao đâu, bây giờ lên một cái nữa là rồi về cũng không sao đâu. Đi 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 thôi tôi. Đâu. Chiều hoàng hôn bốn đã dần phai. Chỗ nào đây? Ở đây nè. Đâu chỗ nào? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tiếng gì trời? Ủa sao em đứng đâu vậy? Ủa cây này sao nó to dữ vậy? Giờ này trễ rồi mà vẫn có tiếng con người đi vô đây á. Trời ơi, sao gan quá vậy? Cái rừng này không phải là muốn vào là vào đâu nha. Trời ơi, nào nhìn thấy ghê à, trời. Cái cây đẹp quá à, hay bứng cái cây này về đi. Bứng cái cây về sao bứt nổi, to quá sao bứt nổi. Chặt á, à, đâu đó kiếm gì chặt mới được. Chặt tự cái cây giùm em về thử được. Về ơi, quái vật kìa, chạy quái vật. Trời ơi. Ơi, có con gì kìa. Quái vật kìa, quái vật. Trời, quái vật. Hai người là con người. Ta xin tự giới thiệu, ta là thần rừng ở đây. Xạo. Sao hai người không tin, tôi là thần rừng thiệt mà. Nếu như bạn thần rừng, bạn cho cây mọc lên đi. Cây nhiều xung quanh nên nhiều cây như này còn chưa đủ à. Ôi đừng có xạo nữa, đừng phải thần rừng đâu. Không tin. Xạo quá. Đó, cái gì vậy? Ê, đúng là thần rừng rồi. Hai người vào đây làm gì? Bọn tôi đi coi một cây khổng lồ. Cây khổng lồ? Đúng rồi đó, cây khổng lồ. Kìa, sao lên kìa. Là cái cây cao thì là cao đó hả? Đó là nhà tôi á. Ủa gì vậy, nhà gì kỳ cục, nhà trên cây. Thì tôi đã nói với hai người tôi là thần rừng rồi cơ mà. Thần rừng này sao sống trên cây, thần rừng phải sống dưới đất chứ. Thần rừng tôi thích sống trên cây, các hai người có muốn lên nhà tôi xem không? Có nguy hiểm không vậy? Không hề nguy hiểm thì luôn. Đi, ông nếu nguy hiểm như đi. Hai người muốn lên xem ở trên cao thì tôi sẽ cho hai người xem. Đây nè. Có đường lên lên. Ê. Hai chỗ người đã đây. Lên được tới chỗ cao nhất của cái cây rồi đó. Đây là nhà của tôi. Ôi, hiện hả? Ở trên đây ngắm hoàng hôn rất là đẹp luôn. Sao ơi? Hả? Bên đây nè, thấy cả làng của mình kìa. Trời ơi, leo lên đi. Khá là nguy hiểm đó, coi chừng đó nha. Nhưng mà hai người giờ này mà dám đi vô rừng là hai người rất là gan dạ luôn đó nha. Hai người không biết ở trong rừng này đang giam giữ một con quái vật rất là đáng sợ hả? Có một con quái vật nó chuyên ra phá rừng ấy. Ba của tôi đã giam giữ nó lại rồi. Thì là vậy. Thật ra thì cũng tương đối an toàn ấy. Hai người sau này đừng đi khuya nữa nha. Okay. Còn cái chỗ này gọi là cái gì ạ? Nhà của mình nói rồi mà. Nhà gì kỳ cục vậy? Không có bàn, không có ghế gì mà tối thui vậy, thùi lùi vậy. Đúng rồi. Ê! Rồi, tối thui luôn rồi. Tối rồi. Mà chăng lên rồi. Như này mà tối á. Đúng rồi, tối rồi. Ít nhất là phải có tí đèn, tí đuốc chứ. Tôi không biết, tại vì đó giờ là tôi thấy như giống này nè. Sáng này mới sáng nè. Đó. Wow, cái này là đồ của con người đó sao? Đúng rồi, đuốc nè. Này
cắm vô nó mới gọi là sáng đó, sáng hơn luôn. Wow, xịn thiệt. Thôi trời tối giờ, về Sầu Yên ơi. Thôi, thôi. Đi về. Ê, ở đây đi chứ về giờ tối thui ghê quá à. Tối thui về, à đúng rồi. Thôi nhưng mà về trẻ mẹ chửi á. Sao đâu, chúng ta có thần gừng bảo kê mà, phải không thần gừng? Tôi cũng không biết đâu nha, tại vì cũng hên xui lắm. Cái rừng này cũng khá là nguy hiểm á, tôi cũng ít khi nào xuống dưới lắm. Giờ này tới khi đó tới thui à, ơi chắc ở lại tạm ở đây quá. Sáng mai về. Đúng vậy, sáng mai sẽ về. Tôi xí cho này tôi ngủ nha. Trời ơi, chỗ ngủ của tôi mà. Vậy tôi xí cái ghế tôi ngủ. Trời ơi, bây giờ tôi không có chỗ để tôi ngủ. Thôi nhưng mà đang ở đây rồi, thôi đừng có ngủ đi. Ừ đúng rồi, tôi cũng thấy như vậy á. Không ngủ chứ làm gì? Bây giờ tôi có đem cá đồ nè, hay là tụi mình cắm trại đi. À, trại là sao nữa? Là vậy nè. Đó là cắm trại là như nãy hả? Ê đúng nhưng rồi. Mà nó cháy cây á. Sao mà cháy được? Sao không cháy được, cái này là lửa nè. Ui, sao đâu, tụi tôi dập được. Ê ê ê. Ồ, mấy cái này là của con người gọi là đồ ăn đúng không? Ừ, ngon lắm á. Hay sao? Hay nhưng mà xuống dưới cắm trại trên đây cao à. Trời ơi, cắm trại ở dưới nguy hiểm lắm á nha. Ở dưới nguy hiểm á, rồi ở trên đây. Ủa các bạn có cộng với chuyện gì nhìn đẹp vậy? Có cộng với chuyện gì kìa? Đúng rồi, đúng rồi. À, cái này là một cái gọi là ẩn chứa sức mạnh của khu rừng ba của tôi nói vậy á. Wow, wow. Phải dạ? Phải giữ cái này kỹ thật kỹ. Và hiện tại thì tôi đang ở đó. Đây một mình. Không được đâu, cái này chỉ có thần rừng mới giữ được thôi. Thôi vậy sao không đụng đi đâu. Trời ơi, còn bây giờ ăn hết rồi dập lửa đi. Chúng ta dập không ông chạy đi vào rừng mà để lửa như này đâu. Để qua cây bên kia thôi, mình làm cặt răng mà. Đó, thấy tụi tôi ghê không? Tụi tôi là thần rừng phiên bản người. Có chừng đó nghe. Có chừng té đó nghe. Biết hả, chỗ này lên lại vậy. Nói chung là hai bạn này là hai bạn con người. Chắc là hai bạn này thấy cái này lạ quá cho nên vô tìm hiểu chứ gì. Nhưng mà hên là gặp được tôi á, gặp được quái vật là hả, thấy tà luôn rồi. Như hồi nãy mình thấy cái bạn đó nó có cộng dây chuyền gì đẹp quá ta. À, đang ngủ. Được rồi. Hình như là sợi dây chuyền đó, mình nghe nói sợi dây chuyền đó có thể trở thành được một thành thần gừng hay gì đó, và có thể điều khiển được rừng trong này luôn. Ôi, nếu như vậy thì quá trời xịn luôn á. Thôi được rồi, bây giờ lấy thử coi. Ủa, cái dây chuyền này ẩn chứa sức mạnh của thần gừng đấy sao? Được rồi, bây giờ mình phải đem về nhà mình thử mới được. Đi thôi. Trời ơi, ui, trời sáng rồi. Ủa, mình nhớ hồi tối mình để đây mà. Không được rồi. Hai bạn ơi. Ủa, mất tiêu một bạn rồi. Bạn ơi. Dạ, đang ngủ mà. Bạn có thấy sợi dây chuyền của mình không? Sợi dây chuyền hôm qua mình nói á, chứa đựng sức mạnh của thần rừng á. Sợi dây chuyền vậy? Ủa, bạn của bạn đâu rồi? Cái bạn màu xanh lá hôm qua đó. Ủa, đâu rồi? Ông lẽ về trước rồi ta. Mình bị mất sợi dây chuyền rồi nè. Sợi dây chuyền đi không được mất đâu. Ông lẽ bạn mình lấy hả ta? Mình không biết nữa. Ông lẽ Sầu Yên lấy rồi. Hay là về lại bút tôi xem thử coi. Tôi không biết nên nếu như mà tiêu rồi. Nếu như mà cái đôi vô tay người không biết sử dụng sẽ nguy hiểm lắm đó. Nguy hiểm cho cả tính mạng và cả của người khác nữa. Đi xuống đường nào. Đi xuống đường nào đó. Ôi, thôi về làng. Bạn về làng kiếm giùm tôi nghe. Để tôi đi vòng vòng ở đây kiếm mới được. Wow, trời ơi. Wow. Trời đất ơi, mình đã có sức mạnh của thần rừng rồi. Công nhận dây chuyền tuyệt vời đến như vậy sao? Wow, đúng là sức mạnh thần kỳ quá. Bây giờ mình phải đi sức mạnh, khoe sức mạnh này mới được. Wow. Ủa, ở có cái hang gì ta? À, có cái con gì trong đó kìa. Được rồi, bây giờ mình phải khoe sức mạnh với nó mới được. Hãy xem đây, thần rừng Sầu Yên đây. Ê, cho. Ai, đứa nào vậy? Gì? Ông đất hả? Ôi, cái gì vậy? Đứa nào dám cả gan đánh thức ta vậy à? Quái vật hả? Đứa nào đánh thức ta vậy à? Hãy xem ta nè. Hi cha. Ủa? Người làm cái gì vậy? Ta không có hơi hấn gì hết trơn cái gì? Của thân rừng mà người lấy đầu gà hả? Trời ơi! Đừng có lại gần ta. Người vào chết đây. À! Cứu tôi với mẹ ơi. Chạy đi đâu? Cứu a. Sao tự nhiên không hề hấn gì trơn vậy? Hay là con nhỏ đó lừa ta vậy? Mày chết nè, mày chết nè. Không biết bạn nó tên gì nữa. Trời ơi, bạn nó có liên lạc. Ê, cứu tôi với. Ê, nghe tiếng cứu. Ủa, cái tiếng này quen quá. Mày nè.
ơi, đau quá, chạy được đâu. Ơi, thôi, cứu tôi với. Cái gì vậy? Ui, nhỏ sao? Lốc xoáy à? À, bao nhỏ thằng gần đây rồi. Ơi, bạn, chết đi. Bạn lấy sợi dây chuyền của tôi đúng không? Trả đây đi. Đúng rồi. Trả đây tôi mới cứu được. Trả sao được? Ây da, đưa đây cho tôi. Đưa đây. Đâu rồi? Người biết ra khỏi đây. Ơi, cái gì vậy? Ta đã có lại được sợi dây chuyền rồi, ngươi đừng hòng mà. Tới đây. Thôi, ta sẽ tìm. Ta sẽ hấp thịt ngươi. Mình đã tiêu diệt được một con rồi. Trời, vẫn còn rất nhiều con. Trong gì vậy? Sao bạn lại ăn cắp cái này của mình vậy? Tôi có ăn cắp đâu. Tôi đã nói rồi, nếu như vào tay không đúng người thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Bạn có biết bạn vừa mới đụng độ với ai không hả? Cái con quái vật đó là con quái vật mà ba của tôi phong ấn vô khu rừng này rồi. Còn rất nhiều con quái vật như vậy nữa. Thôi quá, thôi là tôi đã tới cứu bạn kịp đó. Gì? Quái vật. Người nói ai vậy? Đây là ba của tôi. Ta nghe có mùi nguy hiểm từ rất là xa, nên ta về xem con như thế nào. Có chuyện gì xảy ra vậy? Dạ con đã giải quyết được xong rồi. Ai vậy? Đây là ba của tôi. Cái gì? Ba gì bự? Thì tôi nói tôi là thần rừng mà ông không tin. Sợ quá, tôi biết lỗi, xin lỗi bà nhiều nha. Hơi là tôi đã tới kịp để cứu đó. Ta có chuyện gì xảy ra vậy? Hãy tích cho ta nghe nhanh đi. Dạ, tất cả là lỗi của con. Tại con ăn cắp sợi dây chuyền này của bạn ấy. Rồi xong con làm phá mấy con quái vật kia. Xong nó ra tấn công. Con còn kết bạn với con người nữa à? Dạ, tại vì bạn này với còn một người nữa đi vào rừng tìm kiếm cái nhà của mình á. Xong rồi trễ luôn, tới tối luôn con mới nói hai bạn này ở lại. Con nít tại sao đi chơi khuya tới mức độ đó hả? Mà còn thói ăn cắp nữa. Đừng đánh con. Dạ ba, tha lỗi cho bạn đó đi. Con đã bảo vệ được khu rừng và cả tiêu diệt được một con quái vật mà ba đã phong ấn rồi. Con cũng là khá tốt đó, nhưng mà vẫn còn vài con nữa. Nhưng thôi, chúng ta về thôi, không tới nơi ở đây nữa đâu. Dạ, bạn biết đường về nhà chưa? Chắc tôi biết hả? Thôi, tôi đi về nghe, tôi sợ quá, bye bye nghe. Đi về thôi. Cuối cùng là mình cũng đã bảo vệ được khu rừng bởi những con quái vật xấu xí rồi. Các bạn thấy video clip này nhớ nào, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Yêu các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lên nhà đây. Bye bye mọi người, bye bye.